Đây là một dãy tính mà MC Quyền Linh trong chương trình giải mã kỳ tài trên kênh VTV7 đã thử thách bác Nghĩa bán hàng ở thành phố Hồ Chí Minh với biệt tài tính tiền siêu nhanh như đọc rác. Bắt đầu. 8 3 4 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
học hỏi bác ấy nhé. Đầu tiên bác ấy đã nhẩm 13 x 2 bằng 26 và lấy 8 cộng với 26 bằng 34, 34 cộng 10 bằng 44. Để cộng với 15 bác ấy cộng 44 với 10 bằng 54. Rồi 54 cộng 5 bằng 59. Tiếp theo cộng với 30 bằng 89. Cộng tiếp với 10 bằng 99. Và cộng với 5 bằng 104. Ghi nhớ 100 vào đầu. Tiếp theo bác ấy lấy 4 cộng với 24 được 28. Cộng với 10 được 38. Cộng với 3 được 41. Cộng với 10 được 51. Cộng tiếp với 10 được 61. Cộng với 5 được 66. Cộng với 10 được 76. Và cộng với 5 được 81. Cộng tiếp với 10 được 91. Cộng với 3 được 94. Cộng tiếp với 30 được 124. Với 100 ban đầu là thành 224. Bác ấy ghi nhớ 200. Lấy 24 cộng 30 bằng 54. Cộng với 8 bằng 62. Cộng với 10 bằng 72. Cộng với 8 bằng 80. Và cứ thế bác ấy đọc rác cho đến hết. Bạn hãy thử làm theo bác ấy để tính tiếp các phép tính còn lại, xem kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu. Comment đáp số của bạn ở phía dưới. Đừng quên like page Toán Thừa Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.